em vô các bạn. Đây, rồi kéo. Ghê chưa, ghê chưa. Ừ, đẩy một cái gọi bay kìa. Trời trời. Ê, vô đây mà đuôi với cái này ông nội ơi. Quá whip thiệt chứ. Có chạy kìa. Dữ lắm cái hơi luôn. Trời ơi. Một số anh em dí chuột kìa. Dữ thiệt. Lúc vô làm gì nó chạy cái ga lại đáng đấy. Hết cha. À, cái này còn quá mới luôn ha. Còn mới cả. À, cái này còn quá ken kẹp trời. Quá trời, cái 100 này cái tem nó đẹp. Tem màu hồng luôn á. Quá trời luôn, hỏi ngộ. Trời ơi. Nó kéo được bên 70 nha. Bữa nay gặp toàn là cao thủ đạp không à. Bên máy kéo ông nào máy đạp nên là bao đâm luôn đó. Ôi, các bạn nhóm người cùng xem nha. Đó, tiếp tục hôm nay mình quay ở đây thì một cuộc hội ngộ nữa luôn. Quá trời máy rồi, đã. Ở đây thì anh em đang kéo lúa vô trong cái hậu ở trong nha các bạn. Ở trong đó nó có cái chỗ đó cái mương, anh em bắt cây cầu. Rồi bây giờ thì bấm ra thôi các bạn. Ở đây theo mình thấy như là đâu 3 cây 100 Trời ơi, 2 cây 93. Wow, vậy là cổ này quẹo đây, vậy là cổ này bên cây 93 rồi. Cây 93 các bạn thấy tưởng tượng không tưởng tượng nổi với cái tốc độ của anh em chạy. Trời ơi, con kìa. Quá rồi, cây này. Ok các bạn. Trời ơi, chạy như xe tăng vậy má ơi. Ghê vậy. Quả đúng là đua thiệt mà. Ok kìa. Trời trời, hết hồn luôn rồi cây này. Đó. Cây này thì anh em bên này nha các bạn, ở bên kia cũng còn một cây nữa mà cây kia làm như là còn mới hơn, mình thấy là chưa có chạy tốc độ đỉnh gì đâu. Ây cha, chuột, chuột, chuột. Đúng là cây này chạy đỉnh thiệt. Rồi để coi anh em bên cái bộ tem gì đây. Ây dạ, 70 bờ rồ. Có vụ này nữa. Phải 70 không ní. Ừ, 70 thiệt má ơi. Trời trời, cây này 70 bên lên. Tại vì cái dàn quào này các bạn, mình thấy cái dàn quào anh em có, nếu như 93 thì không có cái cây lên xuống dần vào. Trời ơi, vậy là cây này cây 70 bên này. Trời ơi, tốc độ đỉnh vậy trời. Đem bô lên trên luôn nha các bạn. À, quá whip, quá whip. Tốc độ siêu nhanh. Ủa kìa. Xài cái mui của 93 luôn, 100 luôn. Sơn màu 93. Nhưng mà anh em để tem 70. Quá rồi cây này. Tay hàm lớn luôn. Mặt nạ của 70 nè. Nè cây có dàn quào nè các bạn. Rồi vậy là cây này cây 70 bên. Ủa nhưng lẽ cây này của, chắc không phải của em Khánh đâu. À, tốc độ phải nói là lướt á. Nếu mà của em Khánh là dữ lắm lướt nha các bạn. Mà em Khánh như để tem 93. Rồi bấm đi. Lại đâu, qua xe kéo lọt xong, qua xe kéo lọt xong lại chạy. Rồi bây giờ anh em vô các bạn. Đây, rồi kéo. Ghê chưa? Quyết không? Đó. Máy kéo nghe bạn. Máy kéo có kèn luôn á. Sướng chưa? Quá, bữa nay hơi ngộ ở đây dữ lắm luôn. Ở đây nè, còn đây cây 100 ha. Đó các bạn. Đây cây 100 nè. Trên đây cây 100 nè. Ở giờ cây này cây 93 này quá mới rồi.
cây này mới thật sự là chín ba mới nè, quả kẹt luôn, còn quá mới luôn trời, sáng giật luôn các bạn, quá hội ngộ luôn chưa. Này cha, anh em chạy vô hả ta? Ủa rồi sao vậy vô trời? Ồ cây này còn quá mới luôn các bạn, quá ken thiệt cây này. Ây cha, 93X cha nha. Ủa bao còn mà, để đâu ta? Lúa mãi còn luôn, cái này bị cái gì chạy vô rồi. Wow, cây này có lên dần chân không thấy cao dữ chơi. Quá, cây này còn quá mới luôn các bạn. Cây này chắc mới lụm rồi. Cái thùng dầu mà còn đổ bóng luôn nè. Ở lại đó thì qua cái mương, quá mương qua cầu nha bạn. Không biết bị cái gì mà chạy vô ta. Lúa chổng còn à, lúa ngoài còn. Đang qua cầu. Ây cha, bị vướng cái gì rồi? Qua wow, vướng cái hàm. Tại chỗ đó nó có cái, ở bên đây có cái cây nữa các bạn. Hình như anh em vướng cái hàm sao? Lại đó phải lắc ngang quá rồi. Đó, thấy không? Phải lắc ngang cái mới được. Rồi, không biết lý do gì mà anh em chạy vô các bạn. Rồi, ngon lành này ha. Ở đây có cái cây cầu của đường mương á. Đã chưa? Được, đẹp, đẹp không? Rồi, vậy thì anh em nó chạy vô không biết làm cái gì nha. Bí chiếu nó ra chạy nữa mình quay cho bạn xem. Còn bây giờ thì mình quay cây 70 binh. Quá trời luôn, cây này tốc độ đỉnh luôn á. 70 mà lên hàm cỡ này mà chạy tốc độ luôn các bạn hiểu rồi. Ở đây một chú anh em cũng bắt chuột nha. Cái này thì chắc lên động cơ, lên thùng luôn quá. Dữ lắm cây này. Đẩy một cái khỏi bay kìa. Trời trời. Ê, vô đây mà đuôi với cây này ông nội ơi. Quá quýt thiệt chứ. Có chạy kìa. Dữ lắm cái hơi luôn. Trời ơi. Một số anh em dí chuột à. Khủng khiếp cây này nữa các bạn. Đúng là cây này tốc độ dữ thiệt. Nó đẩy một cái của bạn coi đi rồi. Rồi, chạy xe tăng đi trời. Dữ thiệt. Đúng là cây 70 này chạy tới một diện luôn. Đồ lên cái hàm nhé. Hàm lớn nha. Hàm này hàm 95 mà. Hàm nguyên thủy 95 luôn. Kiếp không? Chỗ này đó. Chạy cái này là cán chuột chết luôn chứ chuột chạy ra không kịp luôn. Này anh em bắt chuột là chạy theo hơi đuối luôn. Quan của anh em kìa. Nhóc luôn. Rồi rồi chứ má nãy chạy dữ thiệt chơi. Chạy kiểu này rồi chuột nào mà chạy ra kịp. Phải nói là cây này tốc độ đỉnh. Siêu nhanh thiệt. Đây chị chú ruộng thơm bao ra nữa nè.
dữ thiệt. Cây này ok các bạn thấy chưa, khủng khiếp chưa, chợ đó đó. Vô đây mà đua với cây 70 này. Nói chung cái tốc độ này thì tầm khoảng 115 đồ sao ha, 115 và 120 lover, 120 đồ nha các bạn. Tốc độ này cỡ trăm, cỡ lover 120 93 chị không kịp cây này đâu, dữ lắm. Phải nói, phải nói tốc độ luôn á. Coi ở kia đó, còn đây mấy kéo đang, mấy kéo đang ra nè, một nồi luôn kìa, bấm quá. Hình như máy kéo này bên cây 93 đúng rồi. Đây kìa, ở còn khu bên đây là 3 cây 100, thấy 70 chạy mê quá lo quay cây 70 chứ mấy cây 100 mình chưa quay nữa. Bye bye. Họ đang qua mẫu vịnh đó trời. Đây nè, đây đây nè, ai cha trời ơi. Rồi tiếp tục cây 93 chở ra lại các bạn. Dường lẽ anh em vô chăm dầu ta, đang qua cây cầu qua. Wow, anh em có bảo vệ cái hộp số nữa nè, đã chưa đó. Rồi chạy với ra lại các bạn. Vô làm gì mới chạy cái ga lại đấy, hết cha. À, cái này còn quá mới luôn ha, cái mới cả. À, cái này còn quá can theo trời. À, bấm gà. À, bóp càng sướng lỗ tài không. Ây cha trời ơi. Rồi vậy là anh em chạy trái vô, bây giờ tiếp tục quay trái ra cắt lại các bạn. Rồi còn ở đây thì cây 100 màu hồng hả, à, quýp gì trời, nãy giờ mình cũng mới thấy luôn. Quá trời cây 100 này, cái tem nó đẹp, tem màu hồng luôn á. Quá trời luôn, hội ngộ. Bây giờ máy nó chạy tơ lưa hết trơn, mình không biết đường quay luôn. Rồi bây giờ máy kéo bấm vô luôn nè các bạn. Trời ơi, máy kéo được bên 70 nha. Chạy kìa. Bữa nay gặp toàn là cao thủ đạp không à. Bên máy kéo ông nào lấy đạp nè là bao đâm luôn đó. Qua cầu, qua cầu chạy đi ghê không. Rồi tiếp tục cây 70 qua anh đây rồi. Trời ơi chạy, phải nói là cây này tính ra vàng lúa này dữ lắm luôn, mà thấy chạy không bựa luôn trời. Trời trời trời, chơi lon vô cây cột đèn luôn. Cột đèn cao dữ trời, lon vô cái cột đèn luôn á. Trời ơi, chạy lá nữa các bạn coi, bụi nó bay rồi, sập luôn. Phải nói lại cây này chạy không lại đây thì ông chùm bài cấp độ. À, đem bô lên luôn nè các bạn. Nãy xa mình dòm lại tưởng cây 93 không nha. Hết thòm cái lượng gom ra kìa. À, bắn thiên ghê trời cô kìa, dữ dằn cái lượng gom luôn. Nó lên hàm lớn mà các bạn, anh em lên hàm 195 mà. Ôi rồi con nó ra dữ gì ta. Quá
trời thiệt, cái này anh em đẩy một cái nó bay. Ủa kìa, đó vô đây mà đua. Trời ơi, quếp đúng là hàng khủng đây.